Copa America 2019, Chile hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng C đối đầu với Ecuador trên sân vận động Fonte Nova Arena. Đây là danh sách đội hình thi đấu của hai đội. Link xem trực tiếp được giới thiệu ở phần mô tả. Nhận định chung, nhà đương kim vô địch Copa America năm 2015 và 2016, Chile đã khởi đầu giải đấu không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng hủy diệt khách mời Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Rueda đã chứng minh rằng mình vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch Copa America 2019. Đến với giải đấu trên đất Brazil, Chile không có được phong độ tốt nhất nhưng chiến thắng trận mở màn giúp họ tự tin hơn bao giờ hết. Một chiến thắng trước Ecuador ở lượt trận thứ hai sẽ giúp Chile chắc chắn giành vé vào vòng tứ kết và đó cũng là mục tiêu của La Roja trong trận đấu này. Ngược lại, Ecuador đã có khởi đầu tồi tệ nhất có thể cho chiến dịch Copa America 2019 bằng trận thua thảm bại trước ứng cử viên vô địch Uruguay. Không có nhiều kỳ vọng vào các học trò của huấn luyện viên Hernan Dario Gomez trước thềm giải đấu. Nếu không có bất ngờ, Ecuador sẽ về nước ngay sau vòng bảng. Cầu thủ đáng chú ý, Ecuador, Enner Valencia. Cựu tiền đạo của West Ham và Everton, Enner Valencia đã không thể thi đấu với Uruguay, nhưng đã ghi được 7 trong số 14 bàn thắng gần đây của Ecuador trên mọi đấu trường. Chile, Eduardo Vargas. Với 2 bàn thắng vào lưới Nhật Bản trong trận đấu đầu tiên, Eduardo Vargas đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại Copa America lên 12. Vượt qua huyền thoại Paulo Guerrero với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Thống kê xung quanh, 12, Chile đã giành chiến thắng 12 trong 14 lần đối đầu Ecuador tại Copa America. 7, Ecuador đã để thủng lưới 7 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. 12, Ecuador đã không giành chiến thắng trong 12 trận gần nhất tại Copa America.